truyền kết nối trạm cảnh báo sớm trượt lở tại Lào Cai, để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra cho bà con tại tỉnh Lào Cai, VNPT đã cùng Viện Khoa học và Địa chất trong dự án xây dựng trạm cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá tại xã Bản Khoang và Khánh Thành ngày 21 tháng 11 năm 2019. Việt Nam là một trong nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất thế giới về thiên tai, trong đó lũ quét và sạt lở đất là các hình thức thiên tai gây ra nhiều thiệt hại nhất về người. Theo khảo sát của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, xã Bản Khoang Tỉnh Lào Cai và thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái là hai khu vực có nguy cơ gặp các thiên tai trượt lở đất nhiều nhất cả nước. Do đó, việc lắp đặt các trạm cảnh báo sớm thiên tai trượt lở đất dạng lòng bùn đất, đá tại hai khu vực này là việc làm hết sức cần thiết cho người dân và chính quyền địa phương. Với thế mạnh về mạng lưới, hạ tầng công nghệ phủ sóng khắp 63 tỉnh thành và chất lượng internet băng rộng có tốc độ số 1 Việt Nam, VNPT đã triển khai đường truyền internet tốc độ cao kết nối từ trụ sở chính của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hà Nội và trạm cảnh báo tại xã Bản Khoảng, Lào Cai và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong vòng 5 năm.